Một câu chuyện đang được nhiều người quan tâm đó là việc mới đây công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen vừa có kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine phòng COVID-19 Nanocovax. Hiện vaccine Nanocovax đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, hoàn thành tiêm mũi thứ nhất trên 1.000 tình nguyện viên. Vì sao Nanogen muốn cấp phép khẩn cấp vaccine Nanocovax trong thời điểm hiện nay? Dưới đây là ý kiến của đại diện công ty này. Qua các nghiên cứu giai đoạn 1, giai đoạn 2, cũng như là đã được Hội đồng Đạo đức Bộ Y tế thông qua, đã khẳng định cái tính an toàn của Nanocovax. Và đương nhiên giai đoạn 1 thì chỉ có 60 đối tượng thôi, giai đoạn 2 là 560 đối tượng, nhưng mà đã chứng minh được cái tính an toàn đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu giai đoạn 3 là trên 13.000 đối tượng, và giai đoạn đầu tiên của giai đoạn 3 đánh giá tính sinh miễn dịch và an toàn thì đã thực hiện trên 1.000 đối tượng, và cũng đã tiếp tục chứng minh rằng là cái tính an toàn của Nanocovax. Đương nhiên là khi có những cái kết quả chính thức và được Hội đồng Đạo đức thông qua thì có thể cụ thể hơn. Thì chúng tôi rất là tin tưởng vào cái vaccine Nanocovax, và chúng tôi đã tập trung mọi nỗ lực để thực hiện cái nghiên cứu một cách tuân thủ tất cả mọi cái quy định trên thế giới. Cơ quan quản lý thì đương nhiên có những cái lý luận của cơ quan quản lý, và như thế cũng rất là chính xác. Vâng. Còn với Nanogen thì với những cái dữ liệu đã nghiên cứu và cũng đã được Hội đồng Đạo đức thông qua thì chúng tôi cũng tự tin. Chúng tôi tự tin để mà báo cáo lên các cấp lãnh đạo để cấp phép khẩn cấp, bởi vì các vaccine trên thế giới thì trong cái đại dịch như thế này thì tất cả các vaccine trên thế giới đều là đi theo con đường cấp phép khẩn cấp. Và cái chuyện cấp phép khẩn cấp ở cái giai đoạn nào nó phụ thuộc vào từng cái đất nước, chứ nó cũng không phải là quy định chung cho bất kỳ một đất nước nào cả. Nó tùy thuộc vào cái sự bùng phát của dịch đến đâu và cái sự nhận định của cơ quan quản lý đến đâu. Về phần mình thì chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể để đáp ứng mọi tiêu chí mà các cơ quan quản lý. Vậy về phía Bộ Y tế, cơ quan chịu trách nhiệm cấp phép lưu hành vaccine có ý kiến như thế nào về kiến nghị của Nanogen? Chúng tôi đã kết nối điện thoại với tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang, là Phó Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo Bộ Y tế. Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen, một trong 4 đơn vị sản xuất vaccine ngừa COVID-19 của Việt Nam, vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về việc xin cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax. Hiện thì vaccine này đang thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3, vậy thì đã đủ là điều kiện để cấp phép lưu hành trong điều kiện khẩn cấp hay không, thưa ông? Chúng tôi đánh giá đây là một đề nghị chính đáng của doanh nghiệp với cái mong muốn sớm có được cái vaccine phục vụ cho phòng chống dịch hiện tại Việt Nam. Và việc để xem xét cấp phép cho cái việc vaccine trong tình trạng khẩn cấp thì cần đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản mà tôi xin dẫn chiếu ở đây. Thứ nhất là tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Và cái thứ hai là căn cứ vào cái tình hình thực tế tại quốc gia ở cái thời điểm hiện tại. Vâng, vậy ông có thể cho biết cụ thể hơn những trường hợp như thế nào thì được cấp phép lưu hành khẩn cấp? Vaccine đó phải đáp ứng các quy định gì của quy trình cấp phép ạ? Thứ nhất, liên quan đến quy định của pháp luật thì hồ sơ xin cấp phép khẩn cấp phải tuân thủ theo 3 cái nội dung chính. Thứ nhất là hồ sơ pháp lý, thứ hai là hồ sơ chất lượng, và cái thứ ba là hồ sơ về dữ liệu lâm sàng. Chúng tôi xin phân tích sâu về cái hồ sơ dữ liệu lâm sàng. Chúng ta phải có những cái minh chứng để chứng minh về tính an toàn của vaccine, và thứ hai là chứng minh cái hiệu quả của vaccine. Đối với chứng minh về tính an toàn của vaccine thì chúng ta phải có các bằng chứng khoa học để chứng minh về những phản ứng bất lợi nghiêm trọng. Tôi nói ví dụ như là những cái minh chứng để chứng minh những vấn đề liên quan đến đe dọa tính mạng, hay là nhập viện, hay là dị tật, hoặc là tử vong, hay là những vấn đề liên quan đến không nghiêm trọng ở tại chỗ và toàn thân của vaccine khi mà chúng ta sử dụng vaccine. Và như các bạn đã biết, hiện nay thì các loại vaccine COVID-19 ở trên thế giới mà đã được cấp phép lưu hành thì vẫn đang tiếp tục phải theo dõi đánh giá cái tính an toàn. Nghĩa là cái việc mà đánh giá cái tính an toàn của vaccine là hết sức quan trọng trước khi mà chúng ta cho phép sử dụng ở trên người. Thứ hai là hiệu quả của vaccine.
chúng ta phải có hai cái tiêu chí cơ bản. Thứ nhất là đánh giá về tính sinh miễn dịch, và thứ hai là đánh giá về hiệu lực bảo vệ của vaccine. Đối với một nghiên cứu chuẩn mực về phát triển cái vaccine, để đánh giá được cái hiệu quả của vaccine thì chúng ta phải có các chỉ số đánh giá để làm sao xác định được việc giảm cái tỷ lệ mắc, giảm cái tỷ lệ bệnh nặng hoặc là giảm cái tỷ lệ tử vong ở cái nhóm tiêm vaccine, tức là sử dụng vaccine so với nhóm đối chứng. Tuy nhiên trong trường hợp cấp bách thì hiệu quả bước đầu của vaccine có thể xem xét dựa trên một số những cái tiêu chí. Trước hết là cái số lượng trường hợp mắc trong nghiên cứu ở thời điểm đánh giá kết quả. Cái thứ hai là khả năng sinh kháng thể bảo vệ của vaccine dựa vào tỷ lệ người có sinh kháng thể, nồng độ kháng thể và khả năng ức chế tiêu diệt virus sống trong phòng thí nghiệm thông qua các xét nghiệm, đặc biệt là các xét nghiệm liên quan đến phản ứng trung hòa virus. Vâng, theo những yếu tố mà ông vừa phân tích, áp dụng cụ thể vào vaccine Nanocovax thì như thế nào thưa ông? Theo cái phân tích như vậy thì hiện nay cái nghiên cứu của vaccine Nanocovax, chúng ta đã tiêm mũi 1 ở trên đối tượng tình nguyện ở giai đoạn 3. Tuy nhiên, chúng ta mới chỉ có các dữ liệu ban đầu về tính an toàn, về tính sinh miễn dịch. Còn lại, các chỉ số, đặc biệt là các chỉ số ở trong phòng thí nghiệm hoặc là các chỉ số theo dõi dài, tức là chỉ số theo dõi trên cộng đồng về hiệu lực của vaccine thì chúng ta chưa có. Mà về theo đúng đề cương nghiên cứu của vaccine Nanocovax, chúng ta phải tiếp tục tiêm mũi 2, tức là sau 28 ngày, và theo dõi ở các ngày 35, 42 và 56 để có thể có được các kết quả liên quan đến cái hiệu lực của vaccine. Vâng, ông có nói rằng là trong trường hợp khẩn cấp thì chúng ta còn xem xét tình hình thực tế của quốc gia vào thời điểm hiện tại. Ông có thể cho biết cụ thể hơn về yếu tố này ạ? Trong trường hợp khẩn cấp, chúng ta cần phải dựa vào xem xét cái tình hình thực tế của quốc gia tại thời điểm hiện tại, đặc biệt đánh giá về lợi ích và nguy cơ, trong đó có những vấn đề xác định về tình hình dịch bệnh trong nước tại thời điểm hiện tại chúng ta đang kiểm soát như thế nào. Thứ hai là nguy cơ bùng phát dịch trong thời gian ngắn. Cái thứ ba là khả năng cung ứng những cái vaccine khác thông qua các con đường nhập khẩu hoặc là chuyển giao công nghệ. Và cái thứ tư đó là những cái dữ liệu an toàn hiệu quả của vaccine nghiên cứu tại thời điểm đánh giá. Trên cơ sở đó thì hội đồng tư vấn cấp phép xem xét có thể đưa ra những cái tư vấn để cho lãnh đạo bộ có thể xem xét đưa hồ sơ cấp phép trong trường hợp khẩn cấp. Hội đồng tư vấn cấp phép lưu hành vaccine tại Việt Nam bao gồm những ai tham gia thưa ông? Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì hội đồng tư vấn cấp phép vaccine lưu hành ở tại Việt Nam thì gồm có các chuyên gia độc lập, gồm có các chuyên gia về chuyên ngành về vaccine, về miễn dịch, về thống kê, về khoa học, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến các khoa học về nghiên cứu phát triển vaccine ở trong labo cũng như là nghiên cứu phát triển vaccine ở tại thực địa. Đây là hội đồng hoàn toàn là độc lập để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc mà xem xét cấp phép đi lưu hành vaccine ở tại Việt Nam. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Ngô Quang. Kính thưa quý vị, mới đây Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu cắt giảm tối đa thủ tục hành chính trong điều kiện khẩn cấp để thúc đẩy nhanh hơn, thần tốc hơn việc tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, sản xuất, thử nghiệm vaccine trong nước và sớm có sản phẩm để phục vụ nhân dân. Phải nói là về phía chính phủ đang có những chỉ đạo rất sát sao và kịp thời để có thể có vaccine sản xuất trong nước, nhưng vẫn phải đảm bảo yếu tố quan trọng nhất là yếu tố an toàn. Còn trên thế giới, theo Tổ chức Y tế Thế giới, thì việc cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 đối với một quốc gia hiện nay do cơ quan quản lý dược phẩm của quốc gia đó chịu trách nhiệm. Quy trình cấp phép thì hầu hết tương tự nhau và tuân theo các quy trình chung của quốc tế. Tại Mỹ, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm FDA là đơn vị chịu trách nhiệm cấp phép khẩn cấp các loại vaccine COVID-19. Để được cấp phép, các hãng dược phải cung cấp đầy đủ các thông tin về vaccine nhằm xác định các lợi ích nhiều hơn các rủi ro. Các thông tin về quy trình, năng lực sản xuất. Đi kèm với đó là các kết quả thử nghiệm của cả 3 giai đoạn. Trong đó, ít nhất một nửa số người thử nghiệm trong giai đoạn 3 đã trải qua ít nhất 2 tháng theo dõi. Một ủy ban cố vấn độc lập gồm nhiều chuyên gia sẽ thẩm định, đánh giá để đưa ra khuyến nghị cho FDA. Quy trình tương tự cũng được áp dụng tại Anh. Tuy nhiên, để đẩy nhanh,
cơ quan quản lý thuốc và sản phẩm chăm sóc sức khỏe của nước này đã áp dụng việc xem xét dữ liệu theo hình thức cuốn chiếu, tức là từng gói dữ liệu sẽ được đánh giá ngay khi có kết quả. Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu cũng đang thực hiện việc cấp phép khẩn cấp vaccine COVID-19 theo hình thức này. Trong khi đó, Nga thì cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine Sputnik V trước khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm 3. Tuy nhiên, nước này khẳng định quá trình thử nghiệm phê duyệt trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt. Ngoài các cơ quan ở cấp quốc gia, thì Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng có chức năng cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19. Mục đích là hỗ trợ cho các nước nghèo, các nước có thu nhập thấp, tiếp cận vaccine qua các cơ chế chia sẻ và hỗ trợ đánh giá vaccine. Có một điều rất quan trọng cần được nhấn mạnh, đó là không một loại vaccine nào được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở quy mô quốc gia nếu như nó chưa hoàn thành giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3. Vì sao WHO chúng tôi liên tục nhấn mạnh giai đoạn 3? Vì ở giai đoạn này là lúc đánh giá tính an toàn và hiệu quả bảo vệ của vaccine. Sau đó, khi giới chức y tế của một quốc gia đánh giá trước khi cấp phép, họ còn phải đánh giá liệu vaccine này có được sản xuất một cách tốt nhất hay không. Nếu như quá trình sản xuất, kiểm định chất lượng, bảo quản được đánh giá tốt, thì mới được xem xét tiếp. Ngoài ra, sau khi vaccine được đưa vào một nước, nó cũng được theo dõi để tìm hiểu bất kỳ tác dụng phụ tiềm ẩn nào, bất kỳ thứ gì liên quan đến thông tin bổ sung không qua thử nghiệm lâm sàng. Vaccine là chìa khóa quan trọng để thoát khỏi dịch bệnh. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định không thể nóng vội trong việc cấp phép vaccine, mà cần phải đáp ứng các quy trình xét duyệt cần thiết để đảm bảo tính an toàn cũng như hiệu quả phòng ngừa của vaccine.